chụp luôn. Đây vô nhà hàng ăn đó. Dễ thương ha, chèo thuyền khỏe sợ. Quay được một số trẻ thành viên này, anh đó là chung cơ quan thân hỏi chơi. Ôi dạ, anh đó chắc kiến trúc sư quá. Đang làm vợ hả? Đang làm sao đi mét sao đi đề co, không có làm chung trung tâm nhưng mà chung công ty. Ủa là nó làm trên này hả? Nó dân kể lại cũng lanh quá ha. Ăn lặt vặt vậy no ba này có ba em. Anh nó cũng làm lý lý gì ở nó cũng không biết tao mấy, tại vì nó đi công trình tao cũng mới vô, nhưng mà tao biết nó hai mốt nó lanh đó. Mà ăn thì trắng lốc rồi.